lý do để hoạt động trong tao này thì cũng xuất phát đầu tiên thì cũng từ tấm bên trước. Rồi mình thấy ở trong miền Nam cũng là một phần máu mủ của đồng bào dân tộc ta. Lá thì cũng truyền thống là lá lách, lá lanh đùm lá rách. Nên thấy họ ở trong thì cũng gặp khó khăn, chống dịch thì như chống giặc. Mình giúp được gì thì mình giúp. Rồi cũng một phần thì cũng tiếng lại họ là ngày xưa. Đó, trận lũ lụt năm vừa rồi thì ở miền Trung mình thì cũng gặp nhiều khó khăn. Họ cũng không quản ngại đường xã xa xôi để về giúp đỡ mình. Thì mình cũng trong nhiều mình giúp được gì thì mình giúp. Vào nói chung là giờ vào trong đó thì cũng trong vùng dịch từ thành phố Hồ Chí Minh thấy về lại là ở trong Đông Nai cũng có người tiếp nhận.